Em nè, dạ dạ ngon lắm chị ơi, ăn là vẻ mắc cỡ phải không? Hồng thè ăn nhím để tâm sự phải không? Dạ có chứ, phải tìm hiểu chứ. Dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu, xa dù thật xa nếu đã ta yêu nhau hơn. Chuẩn bị một bài hát để rồi xin mời em. Có lẽ cần một cái gật đầu, xin cha mẹ về bên em. Hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau đi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Duy? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, vui tính. Em có thể làm được những cái món quà mà tự tay có thể là tặng cho người yêu, mình yêu thương. Tự tay làm quà? Dạ. Ví dụ là những món quà gì? Ví dụ như là hoa nè, những vật dụng mà có thể là ở trong đời sống của mình mà có thể làm được thì em sẽ em tự làm được hết. Dạ. Hay quá. Rồi còn gì nữa không? Trước khi em có học võ được khoảng 10 năm. 10 năm học võ? Môn gì? Dạ taekwondo. Có người bảo vệ em rồi. Đúng rồi, kiếm đâu một chàng trai võ công cao cường mà đã vậy còn khéo tay hay làm nữa, tuyệt vời không? Rồi. Còn điểm yếu của em là nhút nhát, giao tiếp rất là không được tốt, với lại là hay quên. Hay quên. Dạ. Tự tin lên, bây giờ ngồi thẳng lưng lên cho đẹp trai coi nè, cao to đẹp trai coi, đó, chuẩn. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, vui vẻ, thích dọn dẹp nhà cửa mỗi khi rảnh. Khi mà em đã đặt ra một mục tiêu rồi thì nhất định là em sẽ thực hiện được nó. Điểm yếu của em là hay quên. Với lại nếu mà trong một buổi thuyết trình mà mình chưa có tự tin về mình là mình sẽ bị bấn loạn. Bữa nay là buổi thuyết trình hay là bữa nay là buổi ta trò chuyện? Dạ hôm nay là em đi tìm người yêu. Rồi có gì có soạn sẵn đề cương để thuyết trình không? Dạ thật sự là không có một kịch bản nào hoàn hảo bằng cái sự thật cả. Rồi, cho nên là dù có chuẩn bị thì mình cũng sẽ quên hết thôi. Rồi. Rồi tình trường của em sao? Na Duy. Dạ. Em là có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là hồi họ sinh viên. Mối tình thứ hai là sau một thời gian làm và hoạt động ở trong nhóm từ thiện thì em có quen được một bạn. Mình quen được bao lâu? Quen được khoảng 3 tháng thì do bắt đầu cái suy nghĩ của mình nên tụi em định quyết định là dừng lại. Mới 3 tháng thì chị nghĩ cũng chưa có sâu đậm đúng không? Mình chỉ mới quen nhưng mà mình thấy không hợp là mình chia tay rồi. Dạ. Rồi, tình trường em sao? Dạ em trải qua được 3 mối tình chính thức. Rồi, nói cái mối tình sau cùng đi, mình quen được bao lâu? Em quen được 4 tháng, bạn đó là cũng quen trong trường cũ. Nhưng mà sau tất cả mối tình thì em nghĩ là do mình suy nghĩ nhiều quá cho người ta. Có thể là các bạn sẽ cảm thấy là cái điều em làm đó là điều hiển nhiên. Cho nên là các bạn hên vô tâm. Rồi, bây giờ muốn kiếm một mẫu người bạn gái như thế nào? Theo của em là bạn là biết nấu ăn, đảm đang, biết cư xử với người lớn. Có phải là một kiểu người phụ nữ cho gia đình không ạ? Đúng rồi, gần như vậy. Một số tiêu chí của anh đặt ra cho người bạn gái thì cũng là một số tiêu chí của em dành cho người bạn nam. Đó là phải biết lễ phép với người lớn và cái cách thể hiện cái phép lịch sự của mình. Anh ơi cho em hỏi là anh có hút thuốc không ạ? Hút thuốc không có, nhậu cũng không có, gái gú thì cũng không có. Nhát cũng chết mà đâu gái gú đâu mà ra mà có. Rồi bây giờ hai bạn nhắm mắt lại đi. Vì Tường sẽ mở cửa trái tim để hai bạn có thể trực tiếp nói chuyện với nhau. Anh đánh tèn, chừng nào tôi kêu mở mắt mới được mở nha. Người ta nói cái nhìn đầu tiên là cái nhìn có thể gọi là quyết định tất em cả. Em có món quà muốn tặng cho. Anh cũng có món quà muốn tặng anh em. Rồi. Rồi cho anh gửi. Cảm ơn. Rồi. Ồ. Hãy nói cho nhau nghe ý nghĩa của món quà đi. Bạn trai nói trước đi, món quà của em ý nghĩa như thế nào? Cái món quà này là từ tay anh làm. Cái màu tím á, người ta thường nói á, là hỷ chung. Còn kẹo á, là sự ngọt ngào. Thì anh cũng muốn là như thế. Muốn tình cảm của mình nó vẫn là như vậy. Hỷ chung, ngọt ngào. Cái món quà của em là do em tự thêu ạ. Chữ gì vậy? Dạ chữ hiếu ạ. Chữ hiếu là em muốn cùng anh phụng dưỡng và chăm sóc cho cha mẹ. Cái cảm nhận đầu tiên sau khi chị Tường mở cửa trái tim ra, hai bạn nhìn nhau á, ánh mắt đầu tiên nhìn cho nhau thì mình cảm nhận. Thật sự là em nhìn bạn rất là dễ thương, cực kỳ dễ thương. Em cảm ơn anh ạ. Còn bạn nữ, em cảm nhận như thế nào? Em thấy anh hiền. Qua quá trình trao đổi thì những cái mà giống như là mình có đồng cái tiêu chí và đồng cái suy nghĩ về nhau á. Nói chung là
là khi mà mình có cái nhìn đầu tiên mà mình có một cái thiện cảm dành cho nhau vậy là tốt rồi ha, một cái tín hiệu tốt. Bây giờ thì Tường sẽ mời hai bạn sẽ chọn menu, xem menu và chọn thức ăn của buổi ăn trưa ngày hôm nay, bởi vì mình là hẹn ăn trưa mà đúng không, đói bụng rồi đâu có tâm sự được. Rồi xin mời nhà hàng cho menu. Đây là menu, hai bạn hãy chọn thức ăn cho mình đi. Cho em xin cái cà ri cà tím rau cà rau củ bó xôi ạ. Cà ri cà tím rau củ bó xôi. Còn em? Dạ cho em một cái cà ri cá hồi sốt kem. Cà ri cá hồi sốt kem. Rồi, ở đây. Anh có chơi môn thể thao nào không ạ? Anh có đá banh với lại tập gym. Cuối tuần anh có được nghỉ? Nếu mà cuối tuần thì tự anh sắp xếp tự anh nghỉ thôi. Tại vì nhiều lúc á, là những cái chương trình hoạt động từ thiện á, là nhằm vào ngày cuối tuần. Nên anh thường thường đa phần là anh sẽ nghỉ vào ngày cuối tuần để đi những cái chương trình từ thiện đó. Rồi bây giờ chị Tường sẽ có một trò chơi này dành cho hai bạn ha. Tại thấy hai bạn hơi rụt rè, đặc biệt là bạn trai khá là rụt rè. Bây giờ trên tay chị là một cái sách bài. Trong này là bài đặc biệt của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ở trong này là có những cái yêu cầu dành cho các bạn. À bây giờ bạn nam rụt rè, bạn nam sẽ phải bóc một cái lá thăm ở trong này. Và trong này chương trình yêu cầu mình làm cái gì là mình phải làm cái đó để mình giải tỏa căng thẳng của mình. Đồng ý không? Dạ rồi. Mời bạn nam. Bạn hãy hiện gương mặt của bạn lúc làm mặt xấu như thế nào? Xấu nhất có thể. Tại vì đã xấu của anh rồi đó chị ơi. Xấu rồi đó hả? Xấu rồi chị ơi. Đâu em làm lại giữ 30 giây. Trời ơi, mắt hí, mũi dĩnh, đen mỏ lùi, mỏ chung. Xấu chưa em? Dạ, được rồi chị. Dạ em có muốn bạn gái bóc thăm, bóc một lá bài không? Dạ có. Có chơi có chịu luôn. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, đọc lớn lên. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nào nhất. Trời ơi, đúng luôn thấy không? Anh ơi. À, cái đó là gì biết không? Cái tiền, uống tiền, uống tiền. Bây giờ là Tường sẽ cho mọi người ăn nha, ăn no rồi tâm sự tiếp. Xin mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn của nhà hàng Coco Echibanya. Xin mời. Wow. Thiệt là đáng thương cho thơm MC. Thơm quá. Thôi thôi được rồi, thơm quá, tôi đứng đây tôi không được ăn mà còn thơm quá nữa. Xin mời hai bạn hãy thưởng thức món ăn, hãy trao đổi đồ ăn cho nhau, hãy tâm sự cùng nhau. Một ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại để nhận đáp án của hai bạn cho cuộc hẹn hò ngày hôm nay nha. Chúc hai bạn ăn trưa ngon miệng, vui vẻ. Anh có biết bơi không ạ? Có, anh có biết bơi. Nếu mà cuối tuần mà mình có thể sắp xếp cho nhau thì em có thể đi chương trình với hội cùng với anh không ạ? Được, cái đó là điều rất là tốt. Anh đỡ cho em nha. Ủa em làm ở quận mấy? Em làm ở Tân Bình, gần trên chỗ sân bay Tân Sơn Nhất ạ. Nếu mà em làm ở bên xuất nhập khẩu thì cũng chung với chị của anh luôn. Anh học võ lâu chưa nhỉ? Anh học võ chắc được 10 năm. Bây giờ vẫn còn duy trì đúng không? Không, anh do công việc đồ này kia nên anh đã nghỉ rồi. Em nghe nói nếu mà mấy người học võ thì cái tính rất là điềm tĩnh đúng không? Anh thì điềm tĩnh rồi đó. Em thấy anh hiền mà. Em có biết ăn cay không? Ăn được. Đừng cay quá là được. Ví dụ như những món Nhật, những món Hàn thì mình vẫn ăn ở cấp độ thấp. Anh không biết ăn cay rồi. À, hồi nãy anh gọi món gì nhỉ? Cà ri, cá hồi, sốt kem. Lúc đầu em cũng định chọn món đó nhưng mà do có kem cho nên là không chọn. Anh nghĩ là mập đúng không? Dạ đúng rồi. Em chỉ ăn rau củ thôi. Giống anh thôi. Cho em hỏi là nếu mà kết hôn thì ở trên Củ Chi luôn đúng không? Đúng rồi. Anh đang sống với ba mẹ đúng không? Anh sống với ba mẹ tại vì anh là Út, anh còn ba người chị nữa. Đối với em thì chuyện làm dâu không quan trọng, giống như là cha mẹ thì vẫn là giống như mình đối xử giống như cha mẹ của mình thôi. Đúng rồi, anh cũng nghĩ điều đó. Dạ. Dạ ngon lắm chị ơi. Ăn là vẻ mắc cỡ phải không? Hồng thè ăn nhím để tâm sự phải không? Dạ có chứ, phải tìm hiểu chứ chị. Bây giờ sau khi chúng ta đã có một buổi ăn trưa cùng nhau khá là thú vị, bây giờ Tường chị mừng muốn nghe những cái cảm nhận cuối cùng của hai bạn trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Em mạnh dạn lên nói trước đi. Vậy em cũng có một món quà tặng cho bạn Châu. Ừ. Là một bài hát.
Rồi, mời em. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng. Sâu chân xưa ghi lại đời ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì anh, mặc anh vui vì em, chung bước vì yêu. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đời ta yêu nhau thật sâu, muôn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hai em vì tình yêu anh sẽ chờ em giang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc loài. Ngày chờ đêm không mưa trong lòng giông to, giấc mơ sao chưa giấc nỗi buồn. Rồi, em muốn tặng gì lại không? Dạ, em cũng có một chuẩn bị một bài hát để tặng. Rồi, xin mời em. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên em, để trăng mây đường về chưa đông đã sen. Có bàn tay chở che anh này, cái gật đầu dù trắng sang giàu nhưng chỉ cần được bên anh để sẻ chia. Và dù cho ai có lỗi, sẽ là em giữ chân anh lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Đó là hát thôi. Hai bạn được quyền nắm tay nhau qua cái trái tim này để cảm nhận, xem thử có điện chạy qua không, có rung động gì hay không. Chắc có điện quá chứ. Mời hai em. Tay quá, rất là lạnh. Hiện tại trong người em cảm thấy như thế nào? Thật sự rất là vui và hạnh phúc. Tại vì cũng có thể là sẽ tìm được một nửa sau này của mình đi trên con đường dài phía sau. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Nhắm mắt lại. 1 2 3 Mời hai em bước ra đây. Nắm tay nhau. Và một nụ hôn đầu tiên để ghi nhớ ngày hôm nay. Trời ơi, hôm nay thì Tường cũng rất là vui vì hai cặp đôi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản hẹn ăn trưa đã chính thức hẹn hò với nhau. Kính thưa quý vị và